Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát với phương châm hướng mạnh về cơ sở, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã thành lập các đoàn giám sát chuyên đề với các nội dung liên quan đến đời sống của người dân. Trong đó, chuyên đề giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường học được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chính Gián đã thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy tại 3 trường học trên địa bàn phường. Qua giám sát, các trường học đã tập trung nêu rõ những khó khăn hiện nay tại cơ sở, trong đó phần lớn liên quan đến nguồn kinh phí phân bổ cho công tác phòng cháy chữa cháy, vì các trường phải linh động cân đối các nguồn khác bổ sung nên không đảm bảo cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế những thiết bị có kinh phí lớn. Trong quá trình thực hiện về công tác phòng cháy chữa cháy thì nhà trường có rất là nhiều vướng mắc và nhiều khó khăn. Rất mong là thông qua buổi hôm nay thì đoàn giám sát cũng đưa được những cái ý kiến, nguyện vọng của nhà trường đến với các cơ quan cấp trên để dành tháo gỡ và tạo điều kiện trong cái việc cứu nạn cứu hộ, rèn luyện cho các con có một cái môi trường nó tốt hơn về cái an toàn đối với trẻ. Thông qua kết quả giám sát của mặt trận cũng cho thấy, hiện nay một số trường vẫn chưa có thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy nên chưa đảm bảo hồ sơ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, việc tập huấn kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cho các em học sinh trong độ tuổi nhỏ cũng là một trong những vấn đề đặt ra. Các kiến nghị của các trường học được đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ghi nhận và chuyển các cấp, các đơn vị chức năng quan tâm giải quyết. Đối với công tác giám sát phòng cháy chữa cháy thì xác định rõ là cái việc liên quan đến các trường thì liên quan đến các em học sinh và các cô. Khi có sự cố xảy ra thì hoảng loạn thì chúng tôi tập trung giám sát để giúp cho nhà trường để cho có nắm vững hơn về công tác trang bị phòng cháy cháy. Qua giám sát thì chúng tôi kiến nghị đến các cơ quan liên quan cần đầu tư trang bị đúng cái tầm của mình trong công tác phòng cháy cháy khi có sự cố xảy ra đối với trường học. Trường mầm non vấn đề là cần phải tập trung với ưu tiên hơn nhiều, vì tại vì các cháu còn nhỏ mà phần đông là các cô là giáo viên là nữ, thành ra cái vấn đề cái kỹ năng về cái phòng cháy chữa cháy là nó rất là hạn chế, thành ra đề nghị các cấp chính quyền chúng ta vẫn nên tăng cường công tác tập huấn, các công tác đào tạo và cái kỹ năng cho các cô, và nhất là thường xuyên kiểm tra cái hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các trường mầm non để tránh cái trường hợp mà những sự cố đáng tiếc xảy ra. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng trên phạm vi cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các cấp, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội. Thông qua việc giám sát chuyên đề với nhiều kiến nghị từ thực tiễn tại cơ sở, giúp mặt trận các cấp có cơ sở đề xuất để các đơn vị chức năng đưa ra giải pháp phù hợp, góp phần tháo gỡ các khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.